Xin chào quý anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Thần Kinh Tóc.vn. Đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để nhận những video mới nhất và đặc sắc nhất bên Thần Kinh Tóc nha. Có phải bạn đang tìm kiếm cho mình chiếc tông đơ có giá thành mềm hơn hàng chính hãng nhưng chất lượng cũng phải xịn sò, bảo hành lâu, kèm theo đó là mẫu mã đẹp? Người khác sẽ nói bạn ngủ đi rồi mơ, bởi cái gì cũng có hai mặt của nó. Bạn muốn xịn dùng lâu thì bạn phải bỏ tiền nhiều hơn, chứ làm gì có vụ bỏ ít tiền mà lại muốn xài hàng ngon, đúng không ạ? Nhưng đến với Thần Kinh Tóc thì mọi nhu cầu bạn cần sẽ được biến cho một em tông đơ siêu nhỏ gọn có tên gọi là A3 Platinum Taper lưỡi đơn của hãng Skinface. Đừng bỏ lỡ nếu không muốn tiếc nguôi nguội nha. Tưởng gì chứ dăm ba cái mẫu mã đẹp với nhỏ gọn là A3 cân được hết nha. Xưa có bột giặt A3 thì nay có tông đơ A3 cân mọi loại tóc. Đến với A3 mọi người sẽ được trải nghiệm một chất lượng xịn sò phải gọi là thượng đẳng. Bạn sẽ ấn tượng với một động cơ Rotary không chổi thang mạnh trên cả Senior. Không chổi thang thì hiện nay chỉ có Beyblade thôi nha mọi người. Nhưng khi có A3 thì Beyblade không còn là duy nhất nữa rồi, và động cơ của nó cũng rất là mạnh luôn. Có thể đạt 6.740 lần cắt cho một phút. Con số này rất là ấn tượng, đúng không? Và bạn sẽ bất ngờ với máy êm nhất trên nền động cơ mạnh nhất. Thường thì máy mạnh sẽ tiếng ồn, còn máy êm là động cơ yếu thì A3 là sự kết hợp của cả hai luôn nha. Và nó vượt giới hạn với thời lượng binh 4 giờ, chống chai binh, đã mạnh, êm còn binh lâu nữa thì thôi chơi mình đi chứ ai đâu chơi lại nữa trời. Và nó cam kết thời gian bảo hành lâu nhất cho tới thời điểm hiện tại lên đến 18 tháng. Hiện tại các tông đơ chính hãng USA thì bảo hành của nó 12 tháng, tức là 1 năm nha mọi người. Và đặc biệt là một trong những tông đơ tiên phong công nghệ giảm nóng lưỡi. Lưỡi đã được phủ một lớp giảm nóng chính hãng xử lý siêu sắc bén trên mọi loại tóc luôn. Và đột phá thiết kế chống rơi, đáp ứng được cả tiêu chí sang và ngầu cá tính, đồng thời còn có thêm chế độ tiết kiệm binh và chế độ cắt tăng tốc lực cắt, cần gạt lại được thiết kế 5 nấc chỉnh xa gần. Ủa, tính ra bỏ xa những tông khác trong nhiều năm hay gì mà cho nhiều ưu điểm cho một tông đơ có hơn 1 triệu vậy trời, những hãng tông khác không thích điều này à nha. Và phụ kiện đi kèm theo A3 là 10 cỡ có kích thước lần lượt là 1.5mm, 3, 4.5, 6, 10, 13, 16, 19, 22 và 25mm, một sạc, dầu cha, chổi vệ sinh, tua vít, đặc biệt là tặng thêm một chổi phủi Skinface, một lượt đẩy tông đơ chuyên nghiệp luôn ạ. Thì gần cuối video rồi, em xin điểm qua một số ưu và nhược điểm của tông A3 để các bác dễ nắm hơn nha. Đầu tiên là động cơ không chổi thang chạy mạnh 6.740 lần cắt cho một phút, kèm theo đó là tiếng động cơ siêu êm. Thứ hai là binh chống chai sử dụng lên tới 4 giờ. Thứ ba, lưỡi đã được áp dụng công nghệ giảm nóng lưỡi, tông thiết kế chống rơi. Thứ tư, thiết kế cần gạt 5 mức xa gần rất tiện lợi cho khâu cắt, đồng thời còn có chế độ tiết kiệm binh và chế độ cắt tăng tốc lực cắt, mà giá thành thì ngang với một con tông tầm trung, vậy thì có đáng mua không nhỉ? Còn về nhược điểm thì nó là có quá nhiều ưu điểm cho mọi người, cái gì hoàn mỹ quá cũng không tốt ha, kiểu như bị nhiều người ghét á. Con này vừa đẹp vừa nhiều phụ kiện đi kèm mà không tuyển về túi thì uổng uổng lắm luôn nha. Hiện tại thì tông A3 Platinum đang được bán với giá khuyến mại trong tuần là 1.590.000 đồng. Hết khuyến mại sẽ quay trở về giá gốc là 1.800.000 đồng. Để đỡ phải mua hàng USA giá cao thì cho em về đội cứ phải gọi là hợp lý ha. Và cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Thần Kinh Tóc trong suốt video. Đừng quên nhấn một nút like, chia sẻ cũng như ấn vào nút đăng ký kênh để nhận những video mới nhất và đặc sắc nhất bên Thần Kinh Tóc nha.